xa xưa, nhân sâm đã được sử dụng như một phương thuốc làm đẹp dành cho các cung nữ quyền quý. Dương Quý Phi hay Từ Hy Thái Hậu là những mỹ nhân biết cách sử dụng nhân sâm làm cho mình ngày càng hấp dẫn và quyến rũ. Nhân sâm được liệt vào vị thuốc thượng phẩm, có công năng bổ ngũ tạng, an tinh thần, sáng mắt, khai tâm ích trí. Nhân sâm ăn là một vị cần thiết phải có trong kho y dược mỹ phẩm của cung đình. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã đưa nhân sâm vào thành phần những sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da hiệu quả, trong đó phải kể đến cao hồng sâm hoàng hậu. Theo các tài liệu sách đông y kết hợp với kết quả nghiên cứu của y học hiện đại, phụ nữ dùng cao hồng sâm hoàng hậu thường xuyên sẽ giúp chống lão hóa và nâng cao thể lực, vì trong hồng sâm có thành phần giúp tiêu diệt gốc tự do là nguyên nhân gây nên sự lão hóa. Do đó, nó có hiệu quả trong việc kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, thành phần của hồng sâm cũng giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch. Đặc biệt, các saponin của cao hồng sâm có tác dụng làm hạ cholesterol, không chỉ ngăn được nguy cơ của bệnh xơ vữa động mạch mà còn có hiệu quả rất tốt trong điều hòa, ổn định cho cả người bị cao huyết áp và huyết áp thấp. Dùng cao sâm đỏ 6 năm tuổi cũng được bổ sung canxi và kích thích não hoạt động, dẫn đến tăng cường phát triển trí nhớ. Đặc biệt giúp ích cho phụ nữ làm việc văn phòng, yêu cầu tập trung cao độ. Đây cũng là sản phẩm lý tưởng để cải thiện trí nhớ cho người già, người cao tuổi. Cao sâm Hàn Quốc có tác dụng ngăn sự kết dính tiểu cầu nên không chỉ giúp máu lưu thông tốt mà còn giảm được nguy cơ gây bệnh tim mạch, tăng cường tuần hoàn máu. Bên cạnh đó, sản phẩm có tác dụng giảm stress hiệu quả. Sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu thường xuyên giúp cơ thể điều tiết, mang lại trạng thái thư giãn cho cơ thể. Tác dụng giải độc gan. Saponin trong hồng sâm làm tăng hoạt động enzyme, giúp phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan. Chống lão hóa da. Cao hồng sâm hoàng hậu chứa mật ong và hà thủ ô có tác dụng tích cực trong việc trẻ hóa làn da, tăng cường hormone nữ, làm đen và mượt tóc, cải thiện đời sống vợ chồng, rất tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh. Giảm các triệu chứng mệt mỏi và tác dụng phụ do quá trình hóa trị, xạ trị gây ra. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ tích cực trong việc phòng và điều trị các bệnh tiểu đường, tim mạch. Cao hồng sâm hoàng hậu dùng rất tốt cho người từ 40 tuổi trở lên, giúp ngăn ngừa lão hóa và các bệnh mãn tính của tuổi già. Sử dụng cao hồng sâm hàng ngày sẽ giúp bồi bổ sức khỏe lâu dài và phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Cao sâm hoàng hậu Hàn Quốc là sản phẩm mang giá trị cao, là dược liệu quý mà đất trời ban tặng cho sức khỏe con người. Nếu bạn đang phân vân không biết nên mua cao sâm hoàng hậu ở đâu chất lượng tốt nhất, hãy liên hệ ngay tới công ty Dược Dương Thư Group. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm sâm Hàn Quốc cũng như nguồn gốc xuất xứ những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với chất lượng và mức giá cạnh tranh cùng rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.